Gia đình cũng thức thứ sáu cho Phi Nhung. Mọi người đã có mặt đầy đủ ở tỉnh xa Giác An để thắp hương cầu nguyện cho cố nghệ sĩ. Đã hơn một tháng kể từ ngày Phi Nhung qua đời, trên trang cá nhân em trai cố nghệ sĩ vừa chia sẻ hình ảnh trong thức thứ sáu cho chị, gia đình đã có mặt đầy đủ ở tỉnh xa Giác An để thắp hương và cầu nguyện. Sau khi Phi Nhung mất, Wendy tạm gác lại công việc, mỗi ngày đều đến chùa để cúng cơm. Cô chia sẻ mình muốn dành thời gian để lo chu toàn cho cúng thức của mẹ. Cả ông xã và con trai lớn của Wendy đều có mặt để cùng cô làm tròn đạo hiếu. Hình ảnh gia đình nhỏ ngồi bên nhau khiến cư dân mạng không khỏi xúc động. Mặc dù mỗi ngày đều rất nhớ mẹ khi xem là ảnh cũ, nhưng Wendy luôn tự động viên bản thân phải mạnh mẽ vượt qua. Trong thời gian này cô tập trung lo cho gia đình, chăm sóc con trai nhỏ theo đúng mức nguyện lúc sinh thời của mẹ. Wendy hiện đang nắm quyền quản lý fanpage chính thức của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Thỉnh thoảng cô dành thời gian livestream để giao lưu cùng khán giả và chia sẻ về những kỷ niệm về mẹ. Sau thời gian chống chọi với Covid-19 và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, cố nghệ sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng vào ngày 28 tháng 9. Sự ra đi của cô để lại sự tiếc nuối to lớn trong lòng khán giả. Vì sao chưa cho xe ôm công nghệ chạy lại? Thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa hầu hết các dịch vụ, taxi công nghệ cũng đã chạy lại, nhưng các tài xế xe hai bánh vẫn mòn mỏi chờ ngày được chở khách. Chưa kịp mừng rỡ vì được lên cơ quan làm việc trực tiếp sau gần 5 tháng không gặp đồng nghiệp, chị Hải Anh ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã phải lo lắng vì không có phương tiện di chuyển. Nhà đông người nhưng ít xe, từ trước đến nay hàng ngày chị Hải Anh đi làm bằng dịch vụ rắp bay. Công việc của chị Hải Anh phải chạy đi chạy lại rất nhiều nơi, gọi xe công nghệ chỗ nào cũng có lúc nào cũng sẵn, nên đây trở thành phương tiện di chuyển chính của chị. Sau khi thành phố cho phép mở cửa trở lại, chị Hải Anh hàng ngày phải tạm thời gọi xe taxi công nghệ đi làm. Đi bốn bánh giờ giá tăng cao hơn rất nhiều, mà cũng mất xe nên không phải lúc nào cũng gọi được. Nhiều khi có việc gấp mà đợi hoài không có tài xế nhận cuốc. Ngày nào tôi cũng chờ rắp bài mở lại, mà không hiểu sao mọi thứ ở thành phố Hồ Chí Minh đã gần như hoạt động bình thường rồi, mà xe ôm vẫn chưa được chạy, chị Hải Anh thắc mắc. Trong khi đó các tài xế xe hai bánh cũng khốn khổ vì thường xuyên rơi vào cảnh ế độ. Anh Trần Thành Hoàng, tài xế thuộc hãng Grab cho biết, giai đoạn đầu khi thành phố mới thí điểm mở cửa, cho phép hàng quán mở lại bán online, các shipper chạy không xuể vì đơn hàng tăng rất mạnh, không cần chở khách, nhưng thu nhập của anh cũng như các anh em tài xế khác khá ổn, đủ bù lại chi phí xét nghiệm xăng xe. Thế nhưng sau khi thành phố chính thức cho phép hàng quán bán hoạt động bình thường, người dân được ra đường ăn uống tại chỗ thì lượng đơn hàng bắt đầu chẩn rồi giảm dần. Giờ chạy ế lắm, như hôm Chủ nhật vừa rồi, tôi chạy từ 7 giờ sáng tới 6 giờ rưỡi tối mới được chính đơn, hơn 200.000 đồng. Hãng nào cũng vậy, trước chợ khách là chính, giao hàng, giao đồ ăn chỉ là phụ họa thôi, giờ không có khách móm hẳn, anh Hoàng nói. Trả lời thanh niên ông Đặng Hoàng Linh, Giám đốc Chính sách Công và Quan hệ Chính phủ của Gojek Việt Nam cho biết Gojek đang tích cực phối hợp với cơ quan quản lý để sớm đưa dịch vụ chở khách bằng xe hai bánh quay trở lại hoạt động bình thường. Về phía doanh nghiệp, tất cả các tài xế của Gojek đều đã tiêm 100% mũi vaccine thứ nhất. Số tài xế tiêm mũi 2 đạt 50-55%. Gojek cũng đã xây dựng thêm tính năng hiển thị thông tin tiêm chủng của tài xế trên ứng dụng khi khách hàng đặt xe và được nhận cuốc chỉ chờ cơ quan chức năng cho phép dịch vụ bay được hoạt động trở lại. Trước dịch, dịch vụ chuyên chở hành khách chiếm tới hơn 50% tổng thu nhập của một tài xế xe hai bánh. Vì sớm đưa dịch vụ này quay trở lại không chỉ giúp đảm bảo thu nhập cho tài xế, đáp ứng nhu cầu người dân mà còn tăng khả năng quản lý cho cơ quan chức năng. Hiện nay có tình trạng tài xế của một số hãng nhận chở khách chui, vừa tăng khả năng lây nhiễm dịch bệnh, vừa rủi ro mất an toàn cho người dân, vị này đề xuất. Đáng nói khi thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch, taxi công nghệ cùng các phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe buýt, tàu thủy được yêu cầu ngân hoạt động đầu tiên. Xe ôm công nghệ nhờ ưu thế không gian thoáng, giảm nguy cơ lây nhiễm nên vẫn được tiếp tục hoạt động cho tới khi thành phố chính thức áp dụng chỉ thị 16. Thế nhưng khi thành phố mở cửa trở lại, taxi công nghệ đã lăn bánh được một tháng, nhưng dịch vụ xe hai bánh vẫn chưa có dấu hiệu được hồi sinh. Mai nhận thắc mắc trên gửi tới cơ quan quản lý trực tiếp là Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở trả lời ngắn gọn: Theo nghị quyết 128 của Chính phủ thì sẽ có dịch vụ hai bánh công nghệ hoạt động, Sở đang chờ Ủy ban nhân dân ban hành kế hoạch thực hiện chi tiết, khi đó sẽ hoạt động lại. Theo Tiến sĩ Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng tư vấn giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thành phố hiện đã đáp ứng đủ điều kiện để mở lại toàn bộ các dịch vụ gọi xe hai bánh và bốn bánh. Cụ thể, mức độ bao phủ vaccine của thành phố Hồ Chí Minh đã cao hơn các nước châu Âu, cao hơn cả Mỹ và gần bằng Singapore. Trong đó, phần lớn tài xế hai bánh và bốn bánh đã tiêm đủ vaccine. Theo quy định hiện nay thì vẫn phải xét nghiệm định kỳ, tức họ là tài xế xanh, người dân về cơ bản cũng đã xanh, chưa kể hạ tầng y tế của thành phố hiện không quá tải. Không có lý do gì để chưa cho các dịch vụ gọi xe trở lại hoạt động bình thường. Đối chiếu phương châm thích nghi an toàn với dịch bệnh thì thành phố Hồ Chí Minh cần nhanh chóng mở lại các dịch vụ gọi xe một cách bình thường, không giới hạn số lượng. Các hoạt động kinh tế phục vụ nhu cầu người dân mở ra ngày càng nhiều càng tốt sẽ thúc đẩy rất lớn sự hồi phục phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn này, ông Nam nhận định. Thông tin từ ngày 10 tháng 11, giá tết nhanh bệnh viện công giảm hơn một nửa, tối đa 109.700 đồng. Giá test nhanh COVID-19 tại Bệnh viện Công Lập sẽ giảm hơn một nửa kể từ ngày 10 tháng 11. Bộ Y tế cũng hướng dẫn trường hợp test trúng thầu vào bệnh viện giá thấp. Thì thu theo giá test cộng chi phí trực tiếp, tiền lương, không thu giá tối đa. Theo thông tin được ban hành ngày 8 tháng 11 và sẽ áp dụng từ ngày 10 tháng 11, giá dịch vụ xét nghiệm sars cov 2 bao gồm chi phí trực tiếp của việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, trả kết quả xét nghiệm và chi phí tiền lương, chưa tính chi phí khấu hào và quản lý. Theo đó, giá của một dịch vụ xét nghiệm sẽ gồm mức giá chi phí lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm, chi phí thực hiện xét nghiệm và giá sinh phẩm, hóa chất trúng thầu vào bệnh viện. Do sinh phẩm hóa chất có giải giá rộng và biến động do diễn biến dịch bệnh phức tạp, chi phí test xét nghiệm thực hiện thực thanh, thực chi theo loại test đã sử dụng và theo kết quả đấu thầu. Tuy nhiên, để quản lý giá xét nghiệm, thông tư đã quy định mức tối đa dịch vụ xét nghiệm, bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm mà cơ sở y tế được thu vào thanh toán bộ y tế cho biết, trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn tổng mức được thanh toán, cơ sở y tế được quyết định phần chênh lệch thiếu vào nguồn kinh phí giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị. Thông tư quy định test nhanh với mức tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm là 109.700 đồng một xét nghiệm, trong đó chi phí dịch vụ tết nhanh gồm chi phí trực tiếp, chi phí tiền lương theo mức giá khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là 16.400 đồng một xét nghiệm. Như vậy giá test nhanh tối đa 109.700 đồng một xét nghiệm, thấp hơn một nửa so với mức giá quy định trước ngày 1 tháng 7 và thời gian qua mà nhiều bệnh viện đã áp dụng. Trường hợp giá sinh phẩm xét nghiệm theo kết quả đấu thầu là 50.000 đồng một test thì bệnh viện được thu của người đến xét nghiệm, thanh toán với quỹ bảo hiểm y tế, thanh toán với ngân sách nhà nước là 66.400 đồng một xét nghiệm, không được thu vào thanh toán theo mức tối đa. Trường hợp chi phí sinh phẩm xét nghiệm cao, chi phí của xét nghiệm vượt mức tối đa, bệnh viện chỉ được thu của người bệnh, thanh toán với quỹ bảo hiểm y tế, thanh toán với ngân sách nhà nước theo mức giá tối đa. Phần còn lại quyết toán vào nguồn kinh phí giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị. Đối với xét nghiệm bằng phương pháp PCR, thông tư này hướng dẫn và quy định cụ thể việc thực hiện mức giá trong trường hợp gộp mẫu, cụ thể hơn so với hiện hành. Bộ Y tế cho biết cùng với quy định giá dịch vụ xét nghiệm, Bộ đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ sở y tế mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Yêu cầu tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở y tế trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tăng giá dịch vụ xét nghiệm bất hợp lý. Bộ Y tế đã lấy ý kiến đóng góp của thông tư này từ cuối tháng 9 và cho biết sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 11, nhưng văn bản này vẫn ban hành chậm hơn dự kiến và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11, chậm hơn 10 ngày so với dự thảo. Ngay khi thông báo việc ban hành thông tư, Bộ Y tế cũng giải thích đã xin ý kiến tham gia của các bộ ngành liên quan, Sở Y tế các tỉnh thành phố và các đơn vị để hoàn thiện dự thảo thông tư. Thông tư được xây dựng và ban hành theo trình tự thủ tục rút gọn tại điều 148 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban soạn thảo tổ biên tập đã hoàn thiện dự thảo xin ý kiến các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực xét nghiệm để hoàn chỉnh ban hành thông tư thông tư áp dụng trong các trường hợp thanh toán chi phí xét nghiệm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế người sử dụng dịch vụ xét nghiệm tự chi trả các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm thông tư không áp dụng đối với các trường hợp lấy mẫu bảo quản mẫu thực hiện và trả kết quả xét nghiệm tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm ngoài ra hiện mức giá xét nghiệm tại cơ sở y tế tư nhân cũng đang ở mức cao nhiều trường hợp cao hơn mức niêm yết nhưng chưa có quy định xử lý